những chương trình ưu đãi hàng ngày cũng như là gặp Linh trong khung giờ live stream, cũng như là mình sẽ nhận được xu nha. Rồi follow nhà Mi Store mình nhận được 5.000 xu nha tất cả mọi người ơi. Rồi bây giờ có bạn nào thích cái mẫu thảm chùi chân này không? Linh sẽ giới thiệu lại ha. Có 3 mẫu cho mình, mẫu nào cũng rất là đẹp, rất là dễ thương. Mình mua 3 cái đi, 3 cái ha. Mình để trước nhà cái, sau nhà cái, trên lầu cái ha. Rồi ok, mỗi cái chỉ có 49.000 và đang sale cho mình còn có 35 thôi, rất là rẻ nè. Rồi 38 bạn đang xem livestream có thắc mắc gì về sản phẩm này không? Cái này thì thiệt sự là mình mua chủ yếu là mình mua cho gia đình nhà mình xài đúng không? Đúng không? Rồi sắp Tết rồi các bạn sắm sửa cái này cho gia đình ha. Chỉ có 35.000 thôi. Lưu ý nha, cái này là hàng chất lượng cao nha, không phải là hàng ngoài chợ. Ok nha. Rồi, cái này là hình con corgi là đó rất là xinh và cái này là bản to nhất nha mọi người, bản to nhất còn mấy ghi hơi nhỏ hơn. Rồi, bạn nào thích cái này thì là chốt cái này ở trong tin nhắn với nhà Mi Store nha. Đây, 49.000 còn 35. 49.000 còn 35 mọi người nha. Tất cả đơn hàng của mọi người chốt ở trong inbox giúp em. Rồi, tất cả mọi người chốt ở trong inbox giúp em ha. Rồi tiếp theo là mẫu này là hình bàn chân nha. Cái này có giá là 39.000, trên live sẽ mua được giá 35 nếu như mình đặt trong khung giờ livestream. Quay phía sau xem chị, phía sau hả? À, bây giờ đằng sau không có cái gì đâu. À, bây giờ là Ben Helen hỏi là quay phía sau. Phía sau của mình thì là đồ gia dụng thôi. À, mình một lát mình sẽ giới thiệu tiếp ha. Bây giờ không biết là Helen quan tâm về cái gì nè. À, mình sẽ lên từng món ha. Helen chịu khó là theo dõi cái khung giờ livestream để mà theo dõi cái livestream này để mình coi những sản phẩm tiếp theo nha. Tại vì rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ Linh sẽ qua món thảm này. Linh lên cho tất cả mọi người về cái này gọi là skincare đi, chăm sóc da đi ha. Rồi thảm này Linh qua nha. Bây giờ tấm thảm quay phía sau chị ok. Tấm thảm quay phía sau chị ok, quay lại ha. Ok nè, bên Helen ơi là thảm bây giờ bên nhà Mi Store cho mình sẽ có là ba loại, ba kiểu dáng ha. Chất liệu là như nhau ha. Theo Linh cảm nhận nha, cái này nó rất là êm ái và khi mình đặt cái đôi chân mình lên á, nó có thấm hút nước ha, nó hút sạch nước ở chân của mình cho ráo ha mọi người ha. Đó, rồi nó rất là êm và chất liệu ba hàng này là y chang nhau, cho nên mình đừng có hỏi cái nào nó tốt hơn, y chang như hết, nó chỉ khác nhau về kiểu dáng thôi. Bây giờ kiểu dáng đầu tiên là cái hình con cọt ghi này. Và cái này thì cái này là cái bản nó rộng hơn. Cái này nó to hơn những cái khác ha, nó rộng hơn. Mọi người thích to và rộng mình lấy cái này ha. Rồi 49.000 còn 35. Bây giờ Ben Helen trao chốt cái nào. Cái này rất là dễ thương xinh ha. Rồi, mẫu tiếp theo là hình bàn chân của cún nè. Đó, cái này thì nó nhỏ hơn tí xíu mà rất là xinh ha. Tiếp theo nữa là hình con mèo. Rồi, 35.000 và lưu ý là Ben Helen ơi, chốt trong khung giờ livestream, chốt bằng cách là mình inbox cho shop để lên đơn nha. Inbox ngay trong khung giờ livestream lên đơn. Bây giờ Ben Helen chốt được cái nào chưa? Mình chọn cái hình bàn chân hay là hình bàn chân của mèo hay là hình con mèo hay là hình con chó, hình con cún cọt ghi ha. Đó. Rồi có trượt không chị? À cái này là chống trượt mà, cái này là thảm chống trượt ha. Đó. Bạn mà gọi là chùi chân bằng cái này mà trượt có thì kiếm lên ha, nên tặng cho bạn mấy cái nữa. Rồi ok, không có trượt đâu, yên tâm, cái này nó thấm hút nước và cái này nó bám vào chân rất là chắc, nó không có trơn, không có trượt ha. Rồi ok, nãy giờ các bạn nào nếu gì em mới kêu quay sau tấm thảm xem nên em mới đằng sau hả? Rồi sorry nha, mình không có hiểu là mình tưởng là kêu né ra cho bạn coi đằng sau có cái gì nha, sorry nha. Rồi cái này chùi chân á bạn, là mình sẽ chùi bạn ấy ơi. Bạn ấy, mình chùi chân là mình chùi mặt này đúng không? Hay mình chùi mặt sau luôn? Mặt trước. Mặt trước. Bạn ấy ơi, bạn Ben Helen ơi, khi mình chùi chân á mình sử dụng mặt này nha, mặt này nó có hình đẹp. Còn cái này á, cái này là đằng sau, cái này không có chùi chân. Cái này là nó sẽ bám dính xuống nền nhà để không có di chuyển, không có bị trượt ở chỗ khác. Cái này nè, cái này đằng sau á nó sẽ có những cái hạt li ti này, nó bám sát xuống sàn nhà để cố định cái vị trí của thảm nha. Mình không có chùi chân cái mặt này, mình chùi chân cái mặt này là sẽ không có thấm nước được. Mình chùi